chấp 17 ta ký kết khế ước với chính mình. Tiếp nối chấp trước, sau khi ăn Minh Vũ tinh hoa thức tỉnh kỹ năng mới, lúc này Lưu Tư Tư đang lao về phía Trương Bình. Cô ấy sượt qua người Trương Bình, hoang mang hỏi, cậu gặp phải dị hóa thú Minh Vũ rồi, nó đâu rồi? Cảnh tượng này quen thuộc quá, khiến mình nhớ đến chị Sắc. Chị Tư Tư, thật ra chuyện là thế này. Sau khi Trương Bình giải thích rõ mọi chuyện với Lưu Tư Tư, cô lo lắng hỏi lại, cái gì? Cậu đã ăn Minh Vũ tinh hoa. Trương Bình, cậu chán sống à? Thứ không rõ nguồn gốc mà cậu cũng dám ăn bậy, cậu có biết là cậu suýt chết không? Không đến mức đó đâu, mình đã dùng thuật giám định kiểm tra rồi. Không sao, nếu thật sự có vấn đề, em có thể ra lệnh tự mình nhổ ra. Hừ, cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng có thể nhổ ra được? Cậu có nghĩ rằng có thể đó là ký sinh trùng không? Chị Tư Tư, ý chị là... Thứ em ăn thực ra có mối nguy hiểm nào đó sao? Dị hóa thú Minh Vũ là một loại sinh vật không rõ nguồn gốc. Chúng không có hình thái cụ thể, thường ký sinh trong cơ thể một số sinh vật. Con dê đen và thỏ đạn mà cậu nói. Có lẽ đều là con rối của dị hóa thú Minh Vũ. Khi vật chủ chết, chúng sẽ chui vào một cơ quan nào đó của vật chủ. Chờ đợi vật chủ tiếp theo. Điểm quan trọng là dị hóa thú Minh Vũ có thể điều khiển đối tượng mà nó ký sinh. Vậy chẳng phải Minh Vũ đã ký khế ước với mình sao? Cơn đau dữ dội khi mình vừa ăn Minh Vũ tinh hoa là do mê vụ đang cố giành quyền kiểm soát cơ thể của mình. Nếu em không sao, liệu có nghĩa là ký sinh đã thất bại không? Không biết nữa, cậu rất đặc biệt, có lẽ trong cơ thể cậu cũng có một con quái vật ký sinh, tiêu diệt dị hóa thú Minh Vũ. Hoặc có lẽ là bởi vì cậu có thể khống chế bản thân tuyệt đối, cho nên cho dù bị ký sinh cũng không bị ảnh hưởng. Dù sao thì, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi chỉ có thể chém cậu. Em sai rồi. Một con nhện đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Trương Bình và Lưu Tư Tư. Mặt Lưu Tư Tư dần biến sắc, la làng lên, nhện kìa. Nhện lớn quá đi. Mau lấy nó đi, nhanh lên. Vẫn sợ côn trùng như vậy sao? Giống như hồi nhỏ. Chị Tư Tư, chị xem em bắt được gì này. Cái gì vậy? Đưa tôi xem nào. Á, lấy con bọ đi, nhanh lên. Hả, người bạn em mới bắt được, lại bị chị dọa bay đi mất rồi. Ngốc nghếch, cô nhi viện có nhiều bạn như vậy, đều có thể trở thành bạn của cậu. Sao cậu lại phải bắt bọ làm bạn? Nhưng họ rồi cũng sẽ rời khỏi cô nhi viện. Lúc đó em phải làm sao? Chị đây hứa với cậu, dù sau này có chuyện gì xảy ra, chị đây vẫn sẽ là bạn của cậu. Thật chứ, không được lừa em đâu đấy. Chúng ta móc ngoéo. Sao lại ôm tôi chặt như vậy? Trương Bình, ở nơi hoang dã, bất cứ vật phẩm không rõ nguồn gốc nào cũng chứa đựng rủi ro không xác định. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Mặc dù lần này cậu có thể may mắn thoát hiểm, nhưng sau này đối diện với những vật phẩm tương tự nhất định không được lơ là. Điều này, cậu phải nhớ kỹ. Vâng. Từ lâu cứ tưởng chị Tư Tư sau khi gia nhập đội dọn sẽ trở nên lạnh lùng, xa cách với mình. Bây giờ xem ra chị ấy không thay đổi chút nào, vẫn quan tâm chăm sóc mình như trước đây. Chỉ là không muốn bày tỏ ra mà thôi. Lúc này bỗng ngọc truyền tin của Lưu Tư Tư sáng lên. Sao lại như vậy? Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ điều tra của tôi và đặc huấn của cậu tạm thời kết thúc. Chúng ta phải lên đường trở về Minh Châu Thành. Có chuyện gì vậy? Tổ trưởng Kim Ba bị Thiên Thường Hồ đánh trọng thương. Tôi phải lập tức về thành hỗ trợ. Ngay cả anh ấy cũng bị thương. Khoan đã, tại sao chúng ta không cầu cứu đội điều tra ngoài thành hoặc sự hỗ trợ từ các thành khác? Như vậy sẽ đánh động đến kẻ địch. Hơn nữa thế giới bên ngoài thành tương đối phức tạp. Tôi sẽ giải thích cho cậu trên đường đi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.